Reckless Racing 3 là phiên bản tiếp theo của series game đua xe đình đám Reckless Racing. Nó đã tạo ra làn sóng mới trong dòng game đua xe ngay khi mới ra mắt. Đúng như tên gọi, khi tham gia vào game, bạn sẽ buộc phải lái xe một cách điên cuồng nhất có thể để vượt qua đối thủ và những chiếc bẫy và hoàn thành chặng đua của mình. Game sẽ cung cấp cho bạn 28 mẫu xe khác nhau cho bạn lựa chọn từ các loại xe cũ rích như xe tải của nông trại đến những siêu xe phân khối lớn. Real Racing 3 là tựa game đua xe nổi tiếng do EA phát triển. Nếu bạn đã một lần đặt chân từ thế giới Real Racing 3, chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước hơn 100 mẫu siêu xe bóng nhoáng của những nhà sản xuất hàng đầu như Lamborghini, Mercedes, Ferrari, Porsche cùng với những cú va chạm chân thực đến từng cm. Ngoài ra, đồ họa của Real Racing 3 cũng được đánh giá là đẹp nhất hiện nay, tương đương với chất lượng đồ họa của các game trên thiết bị game console. Asphalt 8 Airborne là cái tên không còn xa lạ với những người yêu thích dòng game đua xe. Game có phần đồ họa cực kỳ sắc nét, đi kèm các hiệu ứng thời tiết cùng phần nhạc game cực kỳ sôi động. Asphalt 8 yêu cầu ở người chơi sự tập trung cao độ và quyết đoán trong từng pha xử lý. Chỉ cần một chú drift hay nhào lộn trên không thất bại, bạn có thể bị bỏ xa bởi các đối thủ. Tại Beach Buggy Blitz, người chơi sẽ phải chạy đua trên một con đường dài vô tận với vô số các thử thách như các cây cọ, những bức tượng kỳ kỳ, lũ cua khổng lồ và cả quái vật nham thạch. Điều người chơi cần phải bận tâm là thời gian. Thời điểm kết thúc thời gian đồng nghĩa với việc cuộc đua kết thúc. Game thủ cần đến được các checkpoint mà game đặt ra mỗi vài trăm mét trên đường càng nhanh càng tốt để được thêm 15 giây mỗi lần. Nếu chậm, bạn sẽ thua cuộc. Need for Speed No Limits là phiên bản mới nhất trong series game đua xe bom tấn Need for Speed trên smartphone. Trong phiên bản này, hình ảnh trong game được trau chuốt một cách tỉ mỉ và chân thực hơn. Ngoài ra, phần âm thanh trong game cũng được chăm chút kỹ càng. Người chơi có thể thưởng thức những chặng đua gay cấn với những tiếng gầm rú của động cơ, tiếng lốp bánh xe ở những đoạn cua gắt, hòa quyện vào những bản nhạc nền phong cách rap và R&B.